Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Typical Guy, và ngày hôm nay mình sẽ làm MV reaction cho MV mới nhất đến từ BTS, ban nhạc Hàn Quốc. Đó chính là MV Blood, Sweat and Tears. Nhưng mà là phiên bản tiếng Nhật. Phiên bản tiếng Hàn đã rất thành công rồi và là một trong những bài hát mình thích nhất của BTS. Vì thế ngay khi MV tiếng Nhật này ra mắt, mình đã cảm thấy rất hứng thú và lúc này mình sẽ làm MV reaction ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến với bài hát của BTS. Ôi, vẫn là những cái khởi đầu bằng tiếng Nhật này là mình cũng hơi hơi dị, mình quen quá với cái bài tiếng Hàn rồi. Ôi, quay đẹp thật đấy. Chà. Như vậy là phiên bản tiếng Nhật này là sẽ quay MV hoàn toàn khác so với phiên bản tiếng Hàn. Mình thích nhất đoạn này của bài hát này luôn đấy. Đấy, đến đoạn rap của Rap Bông. Chocolate wing. Bida bida. Mặt Jimin thì như có vẻ hơi ngố hơn so với phiên bản Hàn thì phải. Uầy, clip này đẹp hơn mình nghĩ. Thực sự thế. Nó cảm giác như là nhỉ? Phiên bản tiếng Hàn thì nó nghệ thuật theo kiểu khác. Còn phiên bản này mình thấy nó sáng tạo hơn và thực sự là nó rất khác, nó là một cái nghệ thuật rất là khác so với phiên bản tiếng Hàn. Money. Đoạn này giống phiên bản tiếng Hàn rồi. Hình như không đổi lời thì phải. Money. Money. Ôi, sao lại đánh nhau cái này? Mia đây là xin lỗi. Mặt nó bông ngố ấy. Sao mặt nó vi hôm nay nó bị sao đây? Nhảy này hình như khác so với phiên bản tiếng Hàn này. Cái động tác thì nó vẫn giống nhưng mà mình nó đem lại cảm giác khác hẳn. Ủa, hai Jimmy giống nhau. Cái đoạn này nếu mà mặt Jin cũng vỡ theo kính ý, thì mình sẽ thấy hoành tráng hơn nữa, nhưng mà cũng là rất là đẹp rồi. Thế chưa? Này, không biết là có lặp lại cái đoạn nói giống kiểu bạn Hà, bản Hàn không nhỉ? Bạn Hàn tự nhiên có đến đoạn giữa thấy Rap Mông nói một đoạn dài ngoằng. Là sao? Mình không biết tiếng Hàn, có bạn nào dịch cho mình câu cuối không? Thế rồi. Mình thích bản tiếng Nhật này hơn bản Hàn đấy, bởi vì bản Hàn có cái đoạn nói ở giữa ấy, mặc dù lúc mới xem MV Hàn ấy
thì thấy đoạn đấy cũng khá là vừa, và sau đấy có một đoạn cao trào nữa nghe cũng khá là thích. Nhưng mà về sau khi mà xem các stage biểu diễn live đấy thì cảm giác là cắt đoạn nói ấy thì bài hát nó sẽ gọn hơn. Đấy là cảm giác của mình thôi, không biết là các bạn Ami thì thấy thế nào. Nhưng mà bản này thì không có đoạn nói đấy, mình thấy nó gọn hơn và nó tiết tấu nó nhanh hơn hẳn. MV quay thì rất là đẹp, màu sắc đúng, có thể là có sẽ có bạn không thích cái màu kiểu rực rỡ kiểu đấy và nó hơi hơi nhiều màu, nhưng mà mình thì lại rất là thích. Nó mang cái nghệ thuật hơi trừu tượng, mình thực ra là mình cũng không giỏi về nghệ thuật đến mức đấy đâu, nhưng mà mình chỉ thấy nó đẹp thì mình khen nó đẹp thôi. Tạo hình của các thanh niên trong bài hát này thì nhìn cũng được. Mặt Jimin thì hơi ngố hơn so với phiên bản Hàn. Phiên bản Hàn thì xây dựng một hình ảnh Jimin rất là sexy với quả nhảy xong hở vai ra. Mặc dù là Jimin rất rất cố gắng nói rằng cái đoạn hở vai đấy chỉ là tai nạn thôi khi mà quay clip ấy, nhưng mà chả ai tin cả. Và sau đó là đi biểu diễn stage nào cũng hở vai. Các fanboy, fan girl gọi là sướng túng người. Nhưng mà trong bản Nhật này mình cảm giác là mặt Jimin nó hơi ngố hơn một tí, và cái đoạn mà hai Jimin gặp nhau ấy mình thực sự không hiểu ý tưởng của MV này lắm. Và giờ xem đúng là mình thấy thích thật, màu sắc đẹp, tạo hình của các bạn BTS thì cũng khá tốt. Jimin hơi ngố hơn tí, mặt Rap Bông thì cũng tròn tròn nhìn dễ thương phết. Nhưng mà tụm lại thì ý nghĩa của cái MV này thì mình thực sự là cũng không rõ lắm, mà đẹp. Bài hát thì hay khỏi khỏi nói luôn, bởi vì đa phần các đoạn điệp khúc ý, các đoạn mà mình thấy thích nhất ý, đoạn Money 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 ý, thì nó giống tiếng Hàn. Nhưng mà cái đoạn của V sao ấy, cái đoạn mà lên ấy, đoạn đấy là lên một tiếng Nhật cũng hay phết ấy, công nhận. Mà bài này thì mình thích quá rồi nên là giờ mình chỉ có khen nên mình không thể chê được vào đâu cả. MV này đúng là mình chỉ khen thôi, mà chắc là mình còn xem lại nó dài dài. Và kể ra thì cũng có một phiên bản MV mà nó gọn hơn phiên bản Hàn, xem thì cũng sướng thật, đỡ phải xem set line. Chứ xin thứ lỗi các ARMY là mình xem phiên bản Hàn MV ấy, mình toàn những cái đoạn mà Rap Mông bắt đầu nói, cái đoạn đấy là mình phải tua đi rồi đến đoạn cuối thôi. Thì có lỗi quá, xin lỗi các bạn. Và đó tất cả những gì mà mình có trong clip MV reaction này, MV Blood, Sweat and Tears phiên bản Nhật của BTS. Và hy vọng rằng sau này thì mình sẽ làm nhiều MV reaction hơn và các sẽ được các bạn ủng hộ nhiều hơn. Các bạn có thể để lại phần bình luận ở bên dưới để tên bài hát nào hay là MV nào mà các bạn muốn mình làm MV reaction. Mình sẽ đưa nó vào danh sách những bài mà mình sẽ làm trong lần sau. Còn bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip MV reaction sau. Bye bye!